Phạm Băng Băng tái xuất thảm đỏ Cbiz, mặc đồ như trùm mền nhưng nhan sắc vẫn đỉnh của chóp. Mới đây, sự kiện Đêm Tiên Cảnh Wonderland đã được diễn ra long trọng tại Thượng Hải với sự tham gia của dàn sao nổi tiếng bao gồm Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Cẩn Ngôn, Từ Lộ. Trong số đó, Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi xuất hiện. Đã rất lâu kể từ thời điểm vướng scandal trốn thuế, nữ minh tinh mới lại tham dự một sự kiện hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Phạm Băng Băng vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, khiến nhiều người phải ghen tị. Người đẹp diện váy màu xanh hở vai có phần cổ cách điệu độc đáo của nhà mốt Oscar de la Renta, đeo khuyên tai bản lớn, tóc búi cao cố định bằng băng đô đen, khoe phần cổ thon thả trắng ngần. Dù kiểu dáng váy nhìn khá lùng bùng, chất liệu cá người mặc, song không làm khó được Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên vẫn khoe được bờ vai thon gọn cùng làn da trắng nõn nà. Nhiều người không thích bộ đầm này của Phạm gia vì cho rằng nó đã nuốt chửng vóc dáng của cô. Tuy nhiên, nhờ nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang trọng của nữ minh tinh đã đủ cân được bộ váy khó mặc này. Loạt hình ảnh của Phạm Băng Băng tại đây được netizen chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng. Nhiều người đã dành lời khen cho khả năng cân được mọi thể loại đồ, dù khó xơi đến thế nào của cô. Nếu ai đó mặc bộ váy trên mà không phải là Phạm Băng Băng thì chắc chắn sẽ dễ rơi vào cảnh thảm họa. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn hạn chế hoạt động dù lệnh cấm sóng của cô đã hết hạn. Các nhà sản xuất xứ Trung được cho là e ngại giao kịch bản mới cho Phạm gia vì sợ khán giả tẩy chay. Sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal trốn thuế. Bộ phim Thắng Thiên Hạ, tên khác Thanh Ba Truyện, có sự tham gia của cô và Cao Vân Tường vẫn đắp chiếu vì bê bối dù cả hai đã hoàn thành từ năm 2016. Giờ 355, tác phẩm của Phạm Băng Băng đóng với dàn sao Hollywood lại bị dời lịch từ 15 tháng 1 năm 2021 sang 14 tháng 1 năm 2022 vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến hầu hết các rạp chiếu ở Bắc Mỹ và châu Âu đều đóng cửa. Sau khi xuất hiện tại siêu thảm đỏ, Phạm Băng Băng tiếp tục khiến giới truyền thông chú ý khi ra đường với hình ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân, chính là vừa đeo khẩu trang vừa đeo mặt nạ dưỡng da. Vẫn biết nữ diễn viên cực kỳ chú trọng chăm sóc làn da của mình, tuy nhiên việc cô đeo cả hai thứ cùng một lúc đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Trước đây, Phạm Băng Băng là người khởi đầu trào lưu đeo mặt nạ dưỡng da ra đường. Nữ hoàng Cbiz còn có cho mình một tiệm thẩm mỹ, không chỉ để chăm sóc cho mình mà còn giúp đỡ các chị em tân trang cải thiện nhan sắc. Vốn rất chú trọng tới nhan sắc, đặc biệt là làn da, những chia sẻ của người đẹp trong lĩnh vực này luôn nhận được sự quan tâm. Chẳng trách Phạm Băng Băng từng gây sốt Weibo với hình ảnh làn da phát sáng trong đêm, mịn màng và cực kỳ ấn tượng. Cách đây ít ngày, Phạm Băng xôn xao khi thắng kiện một anti-fan và được bồi thường 126 triệu đồng. Theo tin tức từ trang Sina, Phạm Băng Băng vừa giành chiến thắng trong vụ kiện một anti-fan. Được biết, một tài khoản Weibo đã lên mạng bôi nhọ thanh danh của Phạm gia với những ngôn từ phỉ báng nữ hoàng thị phi. Đây được coi là hành vi gây ảnh hưởng đến quyền danh dự của Phạm Băng Băng. Kết quả cuối cùng, anti-fan này đã được yêu cầu công khai xin lỗi Phạm Băng Băng trước tòa án nhân dân. Người này cũng phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho Phạm gia với mức chi phí là 35.000 nhân dân tệ, tương đương 126 triệu đồng.